Nhật xin chào các bác nha. Ngày hôm nay em quay cho các bác xem cái con máy rửa bát nhà em đang dùng. Nhiều bác thì mua các cái máy đời thấp thấp thì cứ hỏi là liệu nó có rửa sạch không, hay là nó tính năng nó có khác gì cái máy đời mới không. Thì đây em quay cho các bác luôn là nhà em đây, buôn rất là nhiều máy mà em đang dùng con TL6 nha. TL6 các bác. Đấy. Cái máy rửa bát thì nhiều bác có ý kiến cho rằng rửa 5 phút, 10 phút là xong. Nhưng mà thực ra nói các bác, cái ưu điểm nhất của cái máy rửa bát nó không phải là rửa nhanh hay rửa chậm, mà đó là nó rửa bằng nước nóng, nó diệt khuẩn. Bây giờ vi khuẩn hay nấm mốc nó rất là nhiều, nhất là các bệnh về đường hô hấp các bác. Khi ăn uống, kể cả gia đình mình, những cái cốc nước các thứ mà khi các bác ăn xong cho vào máy rửa bát này, nó tiệt trùng hoàn toàn luôn. Vì nó quay với phun với nước nóng 80 độ trong vòng liên tục 1 tiếng mà các bác, thì vi khuẩn nấm mốc không thể còn ấy được, và rửa xong thì nó lại sấy khô. Đấy. Cho nên là cái quan điểm của các bác nhiều khi là bảo là ôi tôi máy 5 phút, 10 phút thì xong, rửa nó lâu. Nhưng mà người Nhật thì họ không làm như vậy, không tính như vậy, mà họ tính là vấn đề nó là sạch. Bên Nhật đấy các bác, kể cả những gia đình mà họ 2-3 người nhé, họ cũng có những cái máy rửa bát cho 2-3 người ăn. Đấy. Máy mini nhỏ. Tức là họ thể hiện rằng là họ muốn rửa bát nó sạch. Thứ nhất là không dùng hóa chất tẩy rửa. Nhiều bác dùng hóa chất tẩy rửa bảo là nghĩ là mình rửa trắng sạch, nhưng không sạch được hết đâu ạ. Và thứ hai là mình tráng qua nước nóng, nó cũng chỉ là lướt qua thôi. Lướt qua nước nóng một tí thôi, cũng không thể nào sạch như là cái máy rửa bát nó phun được các bác nhé. Đây em mở xem này. Đây, bác nước nóng nó nghi ngút luôn nhé. Nó nóng bỏng, nó phun 80 độ. 80 độ C nó phun liên tục trong vòng 1 tiếng. Thì hỏi các bác đây, các bác sờ các bác bây giờ nóng bỏng tay luôn. Bỏng tay luôn nhé. Thì làm gì còn cái vi khuẩn nào mà tồn tại được, sự nó phun liên tục như vậy. Đấy. Trên máy rửa bát nó, yếu tố của nó là lười hay là không lười, như quan điểm lạc hậu của người Việt Nam mình thì nó thật các bác là hơi bị, các bác tư duy thì nó cũng chưa đúng lắm so với thời đại bây giờ. Thứ nhất là giải quyết vấn đề về khâu an toàn, sạch sẽ. Đấy. Ngày xưa không có điều kiện không nói, nhưng bây giờ máy rửa bát nó khá là rẻ. Thế nên là mình sắm một chiếc mà cũng khá là hay. Thứ hai nữa là giải quyết cái khâu ăn xong chỉ xếp vào thôi, xếp xong rửa xong thì các bác cứ để nguyên như này nhé. Các bác ăn xong thì các bác lại lấy ra đây. Đây là mình em ăn sáng linh tinh bát biết cho rửa cốc chén nhiều. Đấy. Riêng rửa xong các cái này của các bác, bát đũa này là nóng bỏng luôn, nóng bỏng tay luôn. Chả có vi khuẩn nấm mốc nào nó tồn tại được, nhất là cái thời tiết miền Bắc nó rất là nồm ẩm vào những cái ngày đầu xuân này. Nổ mở bát đũa mốc meo kinh khủng luôn. Các cái đũa nước này các bác cho đi rửa nó sạch bóng, không còn hóa chất gì, không còn nấm mốc gì luôn. Nó có nhiều cái ưu điểm lắm các bạn, mà rửa nó rất là tiết kiệm điện nước. Mỗi lần rửa các bạn nó chỉ lấy một tí nước vào đây thôi này, hết khoảng 11 lít nước một lần rửa nhé, và nửa số điện. Tính ra nếu mà mùa đông các bác mà dùng bình nóng lạnh để rửa thì còn tốn hơn rất là nhiều. Nên cái ưu điểm của máy rửa bát nó không phải là vấn đề giải quyết lười hay không lười, mà nó là vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, không dùng hóa chất tẩy rửa. Đấy, rửa xong sấy khô diệt khuẩn. Và thứ hai nó, cái khâu xếp bát của nó khá là nhanh ạ các bạn. Các bác dụ như cái lượng bát như này, các bác xếp vào đây thì cũng chỉ mất vài phút thôi, nhưng mà có lẽ mà các bác rửa sạch được thì cũng phải khá là lâu đấy, không phải đơn giản đâu. Đấy. Các bác có nhu cầu mua được cái mạnh dạn này, nó cũng giống như Việt Nam mình 20 năm trước thôi. Nhiều người nghi ngờ cái máy giặt, ôi giặt có sạch không? Đấy, giặt lâu rồi giặt có sạch không này, nó tốn điện tốn nước. Nhưng bây giờ các bác nhìn thấy ai nhà nào chả có máy giặt, sinh viên ở trọ hay là mọi người đều sắm hết. Đấy. Máy rửa bát nó cũng vậy thôi, máy rửa bát giờ nó rẻ. Như con này TL6 đây bên em bán trên cửa hàng 3,5 triệu được các bác, quá rẻ luôn. Đấy. Các bác có nhu cầu có ủng hộ bên em nhé, chào các bác.